Đây. Đang lắp cần máy 450 không? Lắp cái bạc thay bạc với lắp tấm xích nhiều. Cái kích lấy cây kích. Chú đưa cây củ gỗ sang bên này cho anh tì vào cây bấm. Lấy củ gỗ kê trên đây cơ, mình chính củ gỗ tụt lên tụt xuống thôi. Lâng mẹ hẳn cái chữ H lên nữa gì hả? Lâng cái máy đi. Rồi, lúc gọi xà beng ra đi. Đấy, cầm đấy. Đó là khó khăn lắm cũng bạc nha. Rồi.
Địch mạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.